The Strongest Ancestor là tựa game mobile kinh doanh mô phỏng thế giới tu tiên, nơi bạn thành lập một nhóm đệ tử sản xuất và chiến đấu. Với tư cách là tổ tiên trong game, người chơi sẽ được thành lập giáo phái, chiêu mộ đệ tử và dẫn dắt các đệ tử tu hành vượt qua kiếp nạn, khám phá di tích, tìm kiếm kho báu bí mật, củng cố giáo phái và cuối cùng trở nên bất tử giống như trong các tiểu thuyết tu tiên. Đặc biệt, người chơi có thể ngẫu nhiên tạo ra nhiều đệ tử thú vị khác nhau. Mỗi đệ tử đều có những số phận và thuộc tính riêng ngẫu nhiên. Họ cũng là những người có tính cách khác nhau, mang đến những câu chuyện riêng vui nhộn. Họ không chỉ biết chiến đấu mà còn tham gia sản xuất, thậm chí là tự tạo nên một giáo phái mới của riêng họ. Lối chơi trong game thuộc thể loại mô phỏng kinh doanh nhưng theo cách thức vô cùng độc lạ. Giáo phái của bạn chiêu mộ đệ tử, chiêu mộ các thiên tài, dần dần bành trướng thế lực tông môn ngày càng lớn mạnh. Sau đó các đệ tử của bạn lại tiếp tục chiêu mộ những đệ tử của họ, thậm chí vô tình còn chiêu mộ được một đệ tử nghịch thiên, một vị thần chiến tranh tương lai và giúp sức không nhỏ cho tông môn của bạn. Như đã nói ở trên, mỗi một đệ tử đều có thế mạnh riêng và họ sử dụng thế mạnh đó để xây dựng giáo phái, ví dụ như chuyên về luyện kim, luyện khí, luyện bùa chú. Trong game The Strongest Ancestor, người chơi được chiêm ngưỡng những bối cảnh tu tiên kinh điển. Tổ tiên không chỉ có trách nhiệm huấn luyện đệ tử mà còn có trách nhiệm giúp các đệ tử phát huy sức mạnh tối ưu để phát triển từng giáo phái hữu ích. Nếu như bạn thắc mắc rằng tông môn có nhiều tòa nhà, nhiều đệ tử như vậy, sao có thể kiểm soát hết được? Câu trả lời rất đơn giản. Khi chăm sóc đệ tử đến khi trưởng thành, chúng sẽ chủ động tu luyện, tự vượt qua khổ nạn, san sẻ bớt việc cho tổ tiên, giúp tổ tiên có thể trường tồn vĩnh viễn. The Strongest Ancestor được thiết kế theo cách nghệ thuật hội họa vẽ tranh mực tàu, xây dựng nên một thế giới tu tiên được khắc họa tỉ mỉ chi tiết, từ cảnh núi non cho đến những động vật kỳ lạ, thậm chí các tiểu tiết như viên đá nhỏ, lá cây cũng mang nét cổ kính và như truyện cổ tích, mang đến ảo mộng về sự bất tử. We'll be right back.